Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Susu TV. Trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về đàn gà con để chúng ta cùng biết nhé. Mới đây thì Phạm Tuyết Nhung có chia sẻ trong một buổi đi dự event, bức ảnh Tuyết Nhung đã được make up một cách rất là kỹ càng, ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì hôm nay Tuyết Nhung có một lối make up rất là đẹp, cũng như mặc một bộ đầm màu hồng cũng cực kỳ dễ thương. Tuyết Nhung chia sẻ là đừng nhìn em say đó, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha, bé đi dự event đây, make up và làm tóc là anh Đăng Lê. Thêm một lần nữa, fan hâm mộ đã khen ngợi vẻ đẹp của Tuyết Nhung. Và trong sự kiện đi dự lần này có mặt cả anh Juno cũng như là Tuyết Nhung, ai nấy cũng đều khen là cả hai anh em trông rất là dễ thương. Tuyết Nhung để tóc này rất phù hợp với khuôn mặt của cháu lắm, thật tuyệt vời. Mới nhìn thì gọi là say, thế giới chắc chắn đọa đài bản thân, tìm hiểu lời trao ân cần, may ra hạnh phúc lân lân bởi tình. Sự yêu mến của khán giả thể hiện qua những bình luận: nhìn em ai cũng nói em sao giống mẹ Nhung thế, còn xinh đẹp và tài năng, giỏi hát hay nữa. Và đa phần những bình luận để lại đều động viên cũng như khen ngợi vẻ đẹp của Tuyết Nhung trong thời gian gần đây. Tuyết Nhung cũng gửi lời cảm ơn, hình còn nhiều quá, úp cho cả nhà xem thôi, chúc cả nhà những ngày cuối tháng thật vui vẻ ạ. Thêm một lần nữa thì sự khiêm tốn của Tuyết Nhung đã được thể hiện, em ấy vẫn lễ phép trả lời những bình luận của khán giả và chúc khán giả có những ngày cuối tháng năm thật yên bình, hạnh phúc và vui vẻ. Và khán thính giả khi biết Tuyết Nhung chúc mừng cho fan hâm mộ như vậy cũng để lại những lời chúc, chúc cho Tuyết Nhung trong tháng mới sẽ có nhiều bài hát hay hơn nữa. Hiện tại thì bài hát Xin Anh Đừng Hứa mà Phạm Tuyết Nhung ra mắt khán thính giả vào 5 ngày trước cũng đã nhận được rất nhiều lượt view và hiện tại cũng đã gần được 300.000 view, chứng tỏ khán thính giả rất yêu thích khi nghe nhạc của Tuyết Nhung và đặc biệt những bài hát mà Ba Quỳnh sáng tác dành tặng riêng cho em ấy. Riêng phần tin về bé Út Phạm Thiên Ngân, sau khi kết thúc show ở tại Việt Nam Quốc Tự, Thiên Ngân cũng đã lễ phép gửi lời cảm ơn tới ông bà cô chú, các khán giả gần xa. Và mới đây trên trang story của trang fanpage Phạm Thiên Ngân thì Thiên Ngân có chia sẻ là Thiên Ngân đang đi chích ngừa ở tại Bình Thạnh. Mọi người cũng thắc mắc là không biết Thiên Ngân bị bệnh gì, cần phải tiêm thuốc vaccine gì, nhưng mọi người đều cầu chúc cho bé Út Phạm Thiên Ngân mau có nhiều sức khỏe để có thể có nhiều show cũng như đi sự kiện nhiều hơn. Còn về Diễm Phạm, mới đây đã chia sẻ một tin vui trên trang cá nhân của mình, đó là thành tích học tập của các con vào cuối năm học này. Đặc biệt là Diễm Phạm chia sẻ cũng đang cảm thấy biết ơn, báo cáo cô chú ba anh trước, còn một mớ anh chị nữa em báo sau, hi hi. Những bức ảnh chia sẻ là thành tích cuối năm đạt học sinh giỏi của bé Trí, bé Đạt và bé Đức Nhân. Những bức ảnh cũng như các bé đang nhận giấy khen ở trường đã làm cho người hâm mộ thêm một lần nữa cảm thấy rất là an tâm về thành tích học tập của các bé. Không chỉ có ba bé này mà như Diễm Phạm chia sẻ thì sắp tới sẽ chia sẻ tiếp tới fan hâm mộ của chị hai biết thành tích học tập của những anh chị, tức là các bé trai bé gái còn lại. Mọi người đều để lại những bình luận như yêu các con quá ạ, ba Diễm Phạm hạnh diện quá cơ, yêu các con, các bé học giỏi mà đáng yêu nữa. Mọi người cũng nhắn gửi các con giỏi lắm, nhớ nghe lời ba Diễm Phạm nhé, yêu thương các con nhiều, là những bình luận khán giả để lại dưới bài đăng của Diễm Phạm. Mới đây nhất thì MC Diễm Quỳnh có chia sẻ một đoạn clip cực kỳ xúc động, ghi lại cảnh Đức Thiên đang ở chùa Vạn Phước. Cô Quỳnh Trần có chia sẻ như thế này: chú tiểu dễ thương Đức Thiên giờ đã lớn rồi, đọc kinh giỏi hơn và ngoan hơn nữa. Mùa an cư kiết hạ, chú cùng anh Đức Huy về với chùa Vạn Phước. Chị hai sẽ vui lắm khi nhìn các chú tiểu, những người con yêu thương của mình, khỏe mạnh, chuyên tâm tu tập như thế. Tuy đoạn clip ngắn, chỉ hơn 2 phút, ghi lại cảnh chú tiểu
Đức Thiên là một trong những người con của chị hai. Giờ đây, chú cũng đã lớn và đã về chùa Vạn Phước trong mùa lễ Phật đản này. Nhìn chú ngồi say sưa đọc kinh, ai nấy cũng đều khen ngợi. Chị hai gieo hạt lành, giờ chị nhận được trái ngọt, chị Quỳnh nhỉ. Chị tiếc là chị hai không còn nữa, nhưng hàng triệu triệu trái tim vẫn nhớ về chị Tịnh Bình, Phi Nhung. Cảm ơn cô Diễm Quỳnh đã đưa tin. Chúc các bé Đức Thiên, Đức Huy luôn an lạc, tu tập thật tốt và luôn nhớ về mẹ Nhung. Giờ đây, những người con của chị hai đã lớn, nhiều chú đang tu tập và trong tương lai cũng sẽ trở thành những nhà sư, những người con của Phật. Và đây chính là những hạt duyên lành chị đã gieo. Rất tiếc chị đã không nhìn thấy sự trưởng thành của các con của mình. Fan hâm mộ luôn thật xúc động mỗi khi biết được những tin tức mới về các con của chị. Riêng về ca sĩ Trường Sang, hôm nay Trường Sang có chia sẻ Trường Sang đi hát kính mừng Phật đản tại thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An. Và trước đó Trường Sang cũng có chia sẻ dạ Sang mời cả nhà mình cùng nghe ca khúc Kiến Trọ Trần, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Minh Tài, viết độc quyền cho Sang. Và đây là bản audio solo của riêng bản thân Sang. Cả nhà yêu thương, cài view cho em nhé ạ. Sự chia sẻ của Trường Sang cũng đã nhận được rất nhiều lời bình luận. Ca khúc Chiến Trọ Trần thật ý nghĩa, được truyền tải qua giọng hát Trường Sang. Rất hay, nghe thật thấm. Chúc mừng Trường Sang nha. Mình mới nghe xong nè Trường Sang ơi. Ca khúc này quá ý nghĩa nha. Chúc mừng, quá hay luôn nè. Đa số những bình luận đều để lại khen ngợi giọng hát của Trường Sang và ý nghĩa của bài hát Kiến Trọ Trần. Bài hát thì hay và sâu sắc lắm em. Trường Sang hát bài này rất hay và có ý nghĩa. Một ca khúc tuyệt vời lắm. Và cũng trong ngày 28 tháng 5 thì sau khi hát xong show ở tại Việt Nam Quốc Tự, Trường Sang cũng gửi lời cảm ơn khán thính giả. Dạ tụi con đã hát xong rồi ạ. Một cảm giác thật là an yên và hạnh phúc. Có hình hai đứa và hình một mình, nhưng cũng thiếu hình bộ tứ nha anh Đăng Ni. Bức ảnh mà Trường Sang đăng tải là bức ảnh chụp chung cùng với bé Tuyết Nhung, đã nhận được vô số những lời khen. Chúc mừng nhé Trường Sang, Tuyết Nhung, các con hát rất hay, lại đẹp nữa. Chúc hai bạn luôn vui vẻ và nắm chặt tay nhau để thành công trong sự nghiệp. Hãy nắm chặt tay nhau đi hết con đường nghệ thuật này nha hai bạn nhỏ, Sang và Nhung, mãi yêu cặp đôi màu đỏ. Đó là những bình luận mà fan hâm mộ đã ưu ái dành cho cặp đôi màu đỏ, Nhung, Sang.